Xin chào các bạn, tôi là Thùy Chi. Hôm nay tôi sẽ tham gia thử thách gõ tên mình thì ra cái gì. Hãy cùng Thùy Chi khám phá ra xem gõ tên Thùy Chi trên Google sẽ ra những điều thú vị gì nhé. Bảng đầu tiên, Thùy Chi cướp biển. Đây là một nickname à? Tên biệt danh mà Chi tự đặt cho mình. Chi rất là thích. Nó được xuất phát từ khi Chi ngồi ở trong nhà của một người bạn thân, ngồi trên máy tính. Xong ngày xưa có cái camera chụp webcam ấy, chụp lại mặt xong tự nhiên thấy hình như một bên mắt to mắt nhỏ hay sao ấy. Xong rồi tự chế ra một cái ảnh là có một cái mắt của cướp biển ấy. Xong là thực ra Chi cũng là một người cũng thích cái cảm giác mà lênh đênh trên một con thuyền ở giữa biển, nên là tên cướp biển đã ra đời. Bây giờ vẫn là cướp biển. Đấy, không phải là trẻ trâu. Không phải là trẻ trâu. Tên thứ hai, Thủy Chi Họa Mi Online. Thì Chi nghĩ rằng đây cũng là một biệt danh hay một cái gọi là gì, một cái tên gọi mà mọi người cũng rất là yêu mến mình. Thì nếu mà không có những cái bản thu online thời điểm đó thì cũng Chi nghĩ là cũng sẽ không có Thủy Chi ngày hôm nay, nên là Chi cũng cảm thấy cảm ơn tất cả khán giả đã gọi Chi là Họa Mi. Thùy Chi Giữ Em Đi. Đây là một bài hát đánh dấu sự làm việc, sự kết hợp đầu tiên của Thùy Chi và bạn Tiên Tiên. Chị nghĩ là cả ekip phim hay là Thùy Chi hay Tiên Tiên cũng đều vui, bởi vì là bài hát nó có một đời sống riêng, không chỉ là một bài hát phim, mà sau phim thì bài hát này cũng được rất là nhiều những bạn trẻ hay là những người hơi lớn tuổi một chút cũng rất là yêu thích. Vì chị nghĩ đây là một cái trạng thái cảm xúc mà rất nhiều cô gái đều mong muốn trong tình yêu của mình, là mặc dù là mắng và đuổi người yêu nhưng mà nhất định người yêu vẫn phải giữ lại. Một sự mâu thuẫn rất là lớn. Cảm xúc này là mình không có thích nha, nhưng mà mình đấy là một cảm xúc mà cô gái nào cũng thích. Thôi bỏ số 4 trước giờ số 5 đi. Thùy Chi Bí Kíp Giảm Cân. Đấy. Nếu mà để nói là bí kíp giảm cân thì thực ra là Chi chắc chỉ là một cái trình độ rất là còi. Các bạn biết là Chi là một người rất là đam mê ẩm thực. Đấy. Nên là cái việc giảm cân với Chi nó rất là khó khăn. Còn bí kíp thì Chi chỉ có một bí kíp duy nhất là bớt ăn đi thôi. Đấy, không có một bí kíp nào thần thánh bằng việc là hãy bớt ăn và tập thể dục, tập thể thao, bộ môn thể thao nào cũng được. Đấy là bí kíp. Thùy Chi Em For You. Thì đây cũng là một cái mốc của Thùy Chi để gặp được những người bạn. Chi nghĩ là những người bạn rất là tuyệt vời trong âm nhạc của mình. Cặp đôi tên Thùy Chi và Em For You đã là một cái tên mà có rất nhiều khán giả yêu mến thời điểm đó. Và hai cái tên này cũng đã mang đến rất là nhiều những ca khúc mà bản thân Chi hay Em For You Chi nghĩ là cũng sẽ không bao giờ quên. Thế nên là đây cũng là một cái từ khóa mà Chi cảm thấy rất là yêu. Cái gì đây, vựa vựa gì đây? Vựa muối đó Chi. Có phải Thùy Chi là vựa muối mới đáng yêu của showbiz Việt không? À, không phải là không nhỉ? Tự thêm từ không. Cái từ khóa này được xuất hiện sau khi Chi tham gia một game show. Cái bộ mặt của mình là mình chưa bao giờ thể hiện cái bộ mặt đấy lên trên truyền hình, mà hôm đấy là rất là nhiều sắc thái là mình đã biết là thôi xong rồi, là không dám xem lại luôn. Không dám xem lại luôn. Bạn bè xong là mọi người kiểu sau khi ra phát sóng thì nhao hỏi, xong là thực sự là phải đến bây giờ thời gian vừa rồi mới dám xem lại. Thì cũng công nhận là cũng hài, như là mình đang nhìn người khác không phải mình. Mình cười lắm. Đây cũng là một tên mà chị nghĩ là hay đấy. Hay. Gì vậy? Có phải Thùy Chi sống xa ăn chẳng dễ dàng? Điều này chân lý rồi, không thể nói gì khác nữa. Không còn một cái điều gì nói, từ này đã quá đầy đủ. Chi vẫn nói với bạn bè của Chi là nếu một ngày mà không thấy tôi ăn ấy, mà nhìn món ăn mà tôi bị không có cảm xúc, thì tức đấy là ngày đấy có một vấn đề.
rất nghiêm trọng của thế giới. Không bình thường trong chuyện này đâu. Chết rồi, rách. Có phải nhạc của Thùy Chi rất khó hát karaoke? Thật ra cũng đúng. Bây giờ mỗi lần đi hát karaoke mà thực sự là bạn của Chi cũng rất thích gõ tên mấy cái bài hát cũ của Chi là Chi không muốn hát. Bởi vì nó rất là khó, nó rất là mệt. Mình đi hát karaoke để mình vui vẻ, mình trải nghiệm những cảm xúc đơn giản. Mình đừng chọn những cái bài hát quá khó để mình hát. Từ khóa thứ tư, có phải Thúy Chi là người sống rất lý trí? Chi nghĩ là Chi cũng có lúc lý trí, có lúc cảm xúc, nhưng mà đa số phần trăm là Chi sẽ quyết định theo lý trí nhiều hơn là cảm xúc. Đấy. Nghe có vẻ là chắc là mọi người sẽ không thích điều đấy lắm. Có phải Chí cái gì đây? Có phải Tít là tình yêu mãi mãi của Thùy Chi? Các bạn ạ, Tít là một con cún của mình nhé. Không phải tưởng là một cái đối tượng nào cụ thể với con người là không phải. Thì Tít cũng là một bạn cún mà Chi nuôi từ khi 3 tháng. Chi dạy đi bậc cầu thang, Chi dạy ăn như thế nào, đi vệ sinh ra sao. Và thời gian đầu Chi nhớ là Chi đã nghỉ làm 5-6 tháng để chỉ chăm cho bạn ấy thôi. Dạy bạn ấy cách làm một người làm người chứ quên, làm một chú chó ngoan đấy. Bạn ấy không thể ngủ mà không có người được. Đây là một người bạn không bao giờ phản bội mình, luôn luôn yêu mến mình, dù mình có xấu hay là mình có đẹp thì trong mắt của bạn Tít này thì mình vẫn luôn luôn tuyệt vời. Nói chung là một tình yêu lớn của Chi. Em gọi đây là cái gì thứ ba nhỉ? À, bảng thứ ba. Trả lời thế nào nếu nghe ai đó nó cưới chồng chưa? Thật ra là đây là một cái câu mà Chi thấy là tất cả mọi thứ đã sẵn sàng trừ chú rể. Hoặc là Chi có lẽ trả lời là Chi sẽ không nói gì mà mỉm cười thôi. Kể tên ba bài hát nghe mãi không thấy chán. Nghe mãi không thấy chán. Thật ra bài hát nào mà nghe nhiều là cũng chán. Tức là thời điểm nào, tức là trong năm nào mình cũng có thể nghe lại bài hát đó. Thì Xe đạp cũng là một bài hát mà mình nghe mình cũng thấy rất vui. Đấy, thực ra đối với Chi đấy là một bài hát vui đấy. Tức là nghe nó tích cực, nó rất là lạc quan. Xong mình lại được, tự nhiên mình lại nhớ lại được khoảng thời gian mình đang đi học. Một bài hát nữa là bài của một ca sĩ nước ngoài, quên tên. Secret Garden. Cái album mà có viết lời ấy, của ban nhạc ấy, thì Chi nghĩ là nghe mãi cũng không chán. Tiếp nữa là có thể là nói chia tay thật khó đi. Cho tới thời điểm này là nghe vẫn chưa chán. Lời nói chia tay sao thật khó, vì còn yêu gió heo may em bật khóc. Người đừng lo, phải chăng là vì điều đó, là vì yêu người ta sẽ chẳng dễ buông ai cả đâu. Gạch đầu dòng những điều nghĩ đến nhiều nhất khi nhớ về Hà Nội. Đầu tiên chắc chắn phải là ẩm thực. Đồ ăn mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa xuân đều rất ngon. Ở Hà Nội và miền Bắc nói chung thì không nấu ăn quá ngọt, thường là sẽ chua với mặn. Thế nên là Chi rất là thích đồ ăn của Hà Nội. Ngày trước ấy thì Chi rất thích mùa đông ở Hà Nội. Nhưng mà sau khi mình kiểu mùa đông thì lại hay có vấn đề sức khỏe, lạnh quá, thế là Chi bớt thích hơn một chút. Chi sẽ nói là mùa thu đi, mùa thu Hà Nội đi. Đấy là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là tất cả những người bạn mà Chi đã gặp được và có được trong suốt 20 năm qua khi ở Hà Nội. Và điều thứ tư thì có lẽ là cây piano. Bởi vì đấy cũng là một cây đàn, là một cái điều để bắt nguồn cho rất là nhiều những cái ước mơ và những điều mà có Thùy Chi ngày hôm nay. Tiếp theo đó là phòng thu âm, nơi ghi dấu lại tất cả những khoảnh khắc cảm xúc. Chi nghĩ là những cung bậc tuyệt vời nhất của Thùy Chi hiện tại chỉ nghĩ được như thế thôi. À đấy, còn một điều nữa là Hà Nội là nơi mình nuôi Tít. Đấy. À, điều cuối cùng nữa, không sợ sót.
đôi khi mọi người nghe mọi người sẽ thấy buồn tại sao lại tôi không được nhắc tên trong những điều nghĩ về Hà Nội. Thực ra là Hà Nội là nơi đầu tiên mà Chi được trải nghiệm cảm giác sống xa gia đình. Đấy, không thể quên được, không quên được đâu các bạn ạ. Nói gì về những khoảng thời gian khó khăn nhất từng ập đến trong cuộc sống? Chi nghĩ là một là gia đình, hai là ý chí nghị lực, đấy, sự quyết tâm. Và điều nữa mà Chi nghĩ đến khi mà khó khăn đó là âm nhạc. Đấy là một người bạn, tinh thần là một liều thuốc mà Chi cần phải uống hàng ngày. Nếu không thì Chi sẽ không thể vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống mà không có âm nhạc. Bao giờ thì Chi mới chính thức phát hành một album của riêng mình? Chi không thích nói ra những điều mình chưa làm, nhưng mà theo dự định một tương lai gọi là cũng không quá xa thì Chi sẽ có ra một album. Nhưng album này kết hợp với ai hay nhạc của ai hay là như thế nào thì Chi xin phép được giữ bí mật. Đấy, 15 năm rồi, tất cả khán giả vẫn mong chờ một cái album thì Chi nghĩ rằng là Chi cũng sẽ có, chắc là cũng không phải là một đâu. Ý là trong thời gian tới là sẽ, thời gian xa là không phải là một đâu, nhưng mà trước mắt sẽ là một album. Và Chi thì Chi thấy rất là thích album đấy. Cũng hy vọng rằng là khán giả cũng sẽ đồng cảm trải nghiệm trong những cảm xúc của Chi trong cái album đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi thử thách gõ tên mình thì ra cái gì cùng với Chi và Billboard Việt Nam nhé. Và Chi rất là mong rằng các bạn sẽ cập nhật những thông tin mới nhất của Chi trên website và fanpage chính thức của Billboard Việt Nam. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại nhé.